Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tin vào mức lãi khủng, nhiều người đã rơi vào cảnh khốn khổ khi dồn hết tiền của bỏ vào công ty bất động sản Nhật Nam. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé! Tiếp tục nội dung về những bất thường từ hợp đồng hợp tác kinh doanh lãi cao 46% một năm, trả lãi theo ngày của công ty bất động sản Nhật Nam. Chia sẻ với phóng viên VTV Money, nhiều nhà đầu tư cho biết tin tưởng vào lời hứa của bà Vũ Thị Thúy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty rằng ai mất tiền thì bà sẽ đền, nên họ đã dồn hết tiền của bỏ vào công ty bất động sản Nhật Nam với mong muốn kiếm chút lãi hàng ngày để ổn định cuộc sống hoặc là có cơ hội làm giàu cùng Nhật Nam. Tuy nhiên, giàu đâu chưa thấy, ổn định đâu chưa thấy, thì giờ đây, sau hơn một năm, chỉ thấy cuộc sống bấp bênh vì hết tiền, thậm chí có gia đình lâm vào cảnh ly tán. Hơn 80 tuổi, đã lâu lắm rồi, ông Bùi Dũng Phước, nhà đầu tư của công ty bất động sản Nhật Nam tại huyện Khóa Châu, tỉnh Hưng Yên, mới phải rơi nước mắt. Là thương binh hạng A, mất sức 81%, cả đời gom góp được 500 triệu đồng để dưỡng già, thì giờ có nguy cơ mất trắng. Cách đây một năm, nghe theo lời một người quen, ông ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty bất động sản Nhật Nam để được lĩnh lãi hàng ngày, duy trì cuộc sống. Niềm tin chẳng được bao lâu thì nỗi buồn đã ập đến khi công ty bất động sản Nhật Nam chỉ trả lãi có nửa tháng rồi dừng hẳn. Xấu hổ với con cái, với các cháu. Đầu tiên, nó bảo chẳng bao giờ có chuyện này đâu ông ạ. Tôi lại bảo mày không biết thì thôi, bây giờ giơ mặt ra với chúng nó. Đến giờ tiền không có, có dỗ cũng không dám đi. Có tiền đâu mà đi, đi ăn cổ phải đóng góp nên tôi buồn, người sụp hẳn đi, ông Phước chia sẻ. Cũng tin tưởng vào công ty bất động sản Nhật Nam với khẩu hiệu tự xưng là Tâm, Tầm, Tài, Trí, Tính. Một người phụ nữ đã huy động cả anh em họ hàng nội ngoại, ký kết vài chục hợp đồng hợp tác trị giá vài chục tỷ đồng với công ty bất động sản Nhật Nam. Những tưởng cả họ cùng nhau làm giàu, thì giờ lại cùng trở thành người nghèo khi cả năm nay công ty không chi trả. Sau đó chồng chị lại bệnh ung thư, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Chi phí tốn kém cộng với áp lực nợ nần khiến chị lâm vào tình cảnh cùng cực. Chính bản thân mình lại hại anh em bạn bè mình, dẫn đến hoàn cảnh của họ có người thì vợ chồng bỏ nhau, bố mẹ con cái cãi nhau vì tiền bởi nợ ngân hàng tháng phải trả, người đi làm lương ba cọc ba đồng, có những người làm nông nghiệp rất vất vả, họ gom góp được 500 đến 600 triệu cũng nghe tôi đầu tư vào đấy. Bây giờ họ mất hết, thực sự là nỗi ai oán, người phụ nữ chia sẻ. Trong buổi đối thoại giữa các nhà đầu tư và đại diện công ty bất động sản Nhật Nam diễn ra mới đây, nhiều nhà đầu tư đã chia sẻ về việc rơi vào tình cảnh khốn đốn, gia đình ly tán kể từ khi đặt bút ký vào hợp đồng hợp tác kinh doanh này như: vợ chồng tôi bỏ nhau vì tôi đi vay tiền đầu tư vào Nhật Nam. Từ đi xe ô tô, bây giờ xe máy rách không có mà đi. Hợp đồng 2022 phạt tôi 30%, tôi chấp nhận mà vẫn không chi trả cho tôi. 10 tháng nay, đồng lương của tôi 2 triệu bạc, tôi đầu tư vào đây hàng ngày, tôi lấy lương tôi ăn, giờ 10 tháng nay tôi không có lương. Theo luật sư, hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư trên cơ sở các bên cùng góp vốn, cùng tham gia quản lý, đồng nghĩa với việc khi kinh doanh có lãi thì các bên sẽ cùng hưởng lợi và nếu có thua lỗ cũng phải cùng chịu. Do vậy, cần thời gian để thực hiện dự án hợp tác mới biết được lỗ lãi để cùng chia. Việc chia lợi nhuận theo ngày như công ty bất động sản Nhật Nam là bất thường. Luật sư Trương Thanh Đức, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, hàng năm quyết toán lỗ lãi hiệu quả như thế nào, nộp thuế xong thì khoản lợi nhuận còn lại mới được phép chia cho nhà đầu tư. Thế còn trường hợp này, bản chất là huy động vốn, trả lãi ngày, tuần, tháng, không cần biết làm gì, trả lãi cao, không sớm thì muộn, sẽ đổ bể, không có nguồn thu, sẽ không có khả năng chi trả khoản huy động rất lớn của rất nhiều người như vậy. Để tránh lâm vào tình cảnh tiền mất tật mang, các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Với những hợp đồng hợp tác lợi nhuận cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng, thường chứa đựng rủi ro rất lớn. Theo các chuyên gia, một dự án cụ thể thông thường chỉ có lợi nhuận từ 20 đến 30%, trong đó doanh nghiệp phải chi trả cho lương nhân viên, đóng thuế và nhiều chi phí khác. Vì vậy, với các hợp đồng hợp tác kinh doanh trả lãi khoảng 12% một năm trở xuống là có khả năng thực hiện. Còn đối với mức lãi suất trên 12% đến 20% là tương đối rủi ro, lãi trên 20% đến 100% là đặc biệt rủi ro. Bạn bè hay người thân của bạn có vướng phải tình trạng trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng bàn. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi nhé! Lần đầu tiên, ông Khánh Phương báo cáo kết quả giao dịch sau khi bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 245 triệu đồng vì mua bán chui cổ phiếu SJC. Theo đó, ông Phương đã bán ra hơn 900.000 cổ phiếu, giá trị tính theo mệnh giá hơn 9 tỷ đồng. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 908.000 cổ phiếu SJC, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 26,1% xuống còn 13,1%. Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 6.
số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của ông Phạm Khánh Phương và người có liên quan lần lượt là 1,93 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,79%. Trong đó, công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang, doanh nghiệp liên quan tới ông Phương, nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu SGC, tương ứng sở hữu 14,69% vốn điều lệ Sông Đà 1.01. Đáng chú ý, thông qua báo cáo của ông Phạm Khánh Phương cũng hé lộ thông tin đời tư của ca sĩ này. Theo đó, ông Phương có vợ là bà Vũ Thị Thúy, chính là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Sông Đà 1.01. Nắm chức vụ chủ chốt, nhưng bà Thúy chỉ sở hữu khiêm tốn 22 cổ phiếu SGC, tương ứng 0,0003% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, ca sĩ Khánh Phương không còn độc thân như thông tin lan truyền bấy lâu nay trên truyền thông và mạng xã hội. Bà Vũ Thị Thúy cũng là người đại diện theo pháp luật của Sông Đà 1.01. Trong một động thái gần đây, bà Thúy đã ký văn bản công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp, xác nhận cuộc họp đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 6 của công ty không đủ điều kiện tiến hành theo quy định. Nguyên nhân là không đáp ứng đủ tỷ lệ số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền cho người khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại phiên họp chỉ 4 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bà Thúy cho hay, do không đủ điều kiện tiến hành nên công ty đã tiến hành dừng cuộc họp. Mặt khác, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty không tham gia đại hội nên không bầu chủ tọa. Thông tin về vợ của nam ca sĩ bản hit Chiếc Khăn Gió Ấm là điều khá bất ngờ khi trong những chia sẻ gần đây, Khánh Phương vẫn cho biết bản thân chưa lập gia đình và thừa nhận đã bị gia đình giục về chuyện kết hôn. Khánh Phương cho biết mình thuộc tiếp người đào hoa nhưng không yêu nhiều. Nam ca sĩ sở hữu cơ ngơi hàng trăm tỷ. Trước khi gây chú ý về danh tính của người bạn đời, ca sĩ Khánh Phương còn sở hữu một cơ ngơi được định giá lên tới 200 tỷ đồng, nằm ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Phương sinh năm 1981 tại thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động lâu năm trong làng giải trí với vai trò là ca sĩ. Thuở mới gia nhập showbiz Việt, anh sáng lập nhóm nhạc MB5, tuy nhiên nhóm chỉ hoạt động được khoảng 3 năm rồi tan rã. Khi đó, Khánh Phương từng nghĩ đến chuyện dừng hoạt động âm nhạc. Nhưng sau đó, với những bản hit như Mưa Thủy Tinh, Chiếc Khăn Gió Ấm, Tựa Vào Vai Anh đã đưa tên tuổi Khánh Phương phủ sóng và sự nghiệp của anh bắt đầu lên như diều gặp gió. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Khánh Phương còn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm kinh doanh. Theo những hình ảnh và thông tin từng được tiết lộ, anh và gia đình sở hữu một căn nhà rộng 400m², gồm một trệt và 6 tầng lầu ở con đường trung tâm, nổi tiếng đắt đỏ của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi này được Phương và gia đình dùng để ở, một phần dành cho kinh doanh khách sạn. Nội thất bên trong tòa nhà 6 tầng này chủ yếu là đồ gỗ. Phía cầu thang bên ngoài được thiết kế theo hình xoắn ốc, thể hiện rõ sự hoành tráng. Bố của nam ca sĩ Khánh Phương là người đã vẽ thiết kế cơ ngơi này, còn nam ca sĩ góp sức lên ý tưởng. Vài năm trước, nam ca sĩ từng tiết lộ cơ ngơi của gia đình được định giá lên đến hơn 200 tỷ đồng. Bên cạnh cơ ngơi này, Khánh Phương còn sở hữu một căn hộ khác ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và nhà riêng ở Hà Nội để tiện sinh hoạt, nghỉ ngơi khi cần di chuyển để làm việc. Là một thiếu gia giàu có cũng như có sự nghiệp thành công, song Khánh Phương không dừng lại ở những gì mình có mà rất chăm chỉ khởi nghiệp. Anh từng mở nhà hàng, song do không đủ thời gian tiếp quản nên đã sang nhượng. Ngoài ra, nam ca sĩ còn từng dự định mở công ty âm nhạc của riêng mình, chuyên đào tạo ca sĩ, thành lập các nhóm nhạc thần tượng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.